Hello các cậu, video ngày hôm nay thì mình sẽ so sánh những tông đỏ nâu được quan tâm nhất của Red Rue. Phải nói là hãng này siêng ra màu đỏ nâu thật và mỗi màu thì lại có những sắc độ riêng. Chúng mình cùng xem là những em này sẽ khác nhau như thế nào nhé. Tớ sẽ đi từ version 1 cho tới 6. Tông màu hot nhất của version 1 chắc chắn sẽ là A06 rồi. Đây là một tông cam nâu đỏ. Tổ hợp màu son này thì sắc cam và đỏ sẽ nhiều hơn sắc nâu. Tổng thể màu son thì không bị trầm quá, sẽ dùng hàng ngày. Màu son này khi tán nhẹ lòng môi thì sẽ cam nhiều hơn. Nói chung đây là một tông đỏ nâu an toàn. Nếu như bạn nào muốn sử dụng đỏ nâu mà không muốn một sắc son quá trầm thì cứ A06 mà chuyển nhé. Đỏ nâu của version 2 sẽ là A12. Đây là màu son đã làm mưa làm gió tại Việt Nam. Và tớ nghĩ ở đây chắc chắn đã có rất nhiều bạn sở hữu cây này rồi. Đây là thỏi son khiến tớ chính thức nghiện Red Rue khi mà tớ đã ăn hết sạch 6 thỏi A12 này mọi người ạ. Đây là màu son tớ đánh giá là có chất son thích nhất. Chất son đặc hơn các màu còn lại, lên màu chuẩn, lì và bám màu rất là ổn. Tổ hợp màu son này sẽ là đỏ nâu ấm. Nếu như mọi người đánh một lớp nhạt thì sẽ ra cam cháy, còn nếu như đánh nhiều lớp thì sẽ là đỏ nâu cháy. Màu son này làm sáng da cực kỳ, đánh gọng môi hay phun môi đều đẹp cả. Nói chung, để chấm điểm về mọi mặt thì A12 sẽ là thỏi tớ thích nhất. A15 là màu tớ mới mua lại gần đây. Thật sự đây là một màu son cực kỳ lạ và tớ nghĩ các nàng rất là nên thử. Tông đỏ nâu này tương đối nhạt, thuộc về tông lạnh. Khi mọi người đánh lớp nhẹ lòng môi thì sẽ hiện sắc cam. Màu son này sẽ có base hồng nhẹ. Khi trồng nhiều lớp tớ thấy màu son có hơi ánh tím nữa. Nói chung màu này tớ chưa thấy có hãng nào có đúp cả. Tớ nghĩ đây là một phiên bản khác của A06 mặc thuộc tông lạnh ấy. Nhìn màu son kiểu nhẹ nhàng nhưng mà vẫn rất thu hút. Màu này thì hoàn toàn không kén da, không kén make up rồi. Đến mùa hè thì tớ lại ưu tiên những cái tông son nhẹ nhàng như thế này hơn. Cảm giác trông nó mát mẻ hơn ấy. Chất son của version 3 lên rất là mướt và ẩm môi. Để son trên môi lâu thì son sẽ set lại và bớt bóng hơn. Tuy nhiên thì tớ thấy là màu son này hơi bị nhanh trôi. Có lẽ là vì màu son nhạt nên là tin màu để lại không nhiều. Và cộng thêm là chất son mướt nhiều dưỡng nên là độ lì của son cũng không được cao nữa. A21 là tông đỏ nâu có vẻ ít được quan tâm nhất. Đây là một tông đỏ nâu thuộc về tông lạnh. Màu son này khi đánh nhẹ lòng môi thì sẽ hơi hiện sắc hồng. Trong tổ hợp màu son này thì sắc đỏ sẽ nhiều nhất và có da giảm thêm một chút nâu để màu son trầm vừa phải. Tớ nghĩ đây là một lựa chọn siêu an toàn thay thế cho đỏ cổ điển. Màu son này thì làm sáng da và răng, dễ dùng, không kén make up. Đây có lẽ sẽ là lựa chọn đổi gió hay ho cho những nàng thích tông đỏ cổ điển. Và đây cũng là màu son đậm nhất trong tất cả các màu son ngày hôm nay mà tớ swatch. Chỉ hơi tiếc cho A26 một tẹo là chất son có phần hơi không đều màu. Tuy nhiên thì mọi người chỉ cần chịu khó thao tác một tí thì cũng sẽ ổn ngay. A26 đỏ nâu trầm. Phải nói đây là một cái màu son tớ cực kỳ mê. Màu này thì không nghiêng lạnh cũng không nghiêng ấm, khá là trung tính. Sắc đỏ và nâu gần như là ngang nhau. Màu son trầm đúng gu của tớ. Và đây cũng là màu son đậm nhất trong tất cả các màu son ngày hôm nay mà tớ swatch. Chỉ hơi tiếc cho A26 một tẹo là chất son có phần hơi không đều màu. Tuy nhiên thì mọi người chỉ cần chịu khó thao tác một tí thì cũng sẽ ổn ngay. Cuối cùng là màu A31 mới ra mắt, tông đỏ nâu cam có tin cam vàng ẩn. Tớ thấy tổ hợp màu son này khá giống với A06 và được làm trầm đi. Màu này không làm trắng da và răng bần bật nhưng mà cũng không bị làm xỉn da đi đâu. Đến version 6 này thì chất son đã mướt và đều màu hơn rất là nhiều. Nếu bạn nào dùng Black Rue mà bị khô môi thì mọi người nên thử version 6 xem sao. Tớ thấy là version này chất son lên môi rất là ẩm mượt và che phủ được rãnh môi khá tốt. Cho tới version 6 này thì quả thật là Red Rue quá là đỉnh trong việc tạo ra các màu son đỏ nâu với đủ sắc độ cho mọi người lựa chọn. Tớ tin chắc là mọi người sẽ chọn được ít nhất một thỏi son yêu thích trong các em son ngày hôm nay. Đối với tớ thì tớ sẽ chọn A12 và A26. Còn mọi người thì sao? Hy vọng là phần review vừa rồi đã giúp cho mọi người dễ dàng hơn trong việc lựa chọn màu son mình yêu thích. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi. Còn bây giờ thì bye bye!